đa cây đề là chốn biệt tâm. Như đó là quá nhục rồi, đàn ông mà đi lừa đảo mà để em bóc mẻ ra mà không dám ló đầu ra thì anh thấy không? Kiểu gì kiểu ai thương ai ghét gì cho em cũng có cái tự hào của em là mồ hôi nước mắt em đổ xuống. Nó cũng bù lại là người dân được bình yên. Không thôi cái chiến này nó quyên góp thì cũng là vài trăm tội. Vì sao? Vì niềm tin, vì sự ngưỡng mộ mà người ta trở thành mù quáng đó anh à. Mà chính em với anh Dũng cũng đã từng vào cái vai đó. Em vào cái vai diễn đó rồi, cho nên là em không muốn ai bị giống như em hết. Mà anh biết không, riêng cái chuyện ma mị đồng bóng á, là cái chuyện đó nó đưa mình vào một cái ngõ không có lối thoát và chưa ai có thể cứu cánh cho mình cái chuyện đó, cho nên mình lẫn quẩn mình bị nó dẫn đi vòng vòng nó móc túi mình lúc nào cũng hay. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái thủ thuật của tụi nó mà không có ai giải thích cho mọi người hiểu được là có hoặc không. Anh biết cái đó gọi là nó chơi một cái trò gọi là thôi miên mình á. Nó nói ra cho anh sợ. Anh nghe thì anh lo, mà anh không nghe thì anh sợ. Nó đánh vào tâm lý của mình. Thứ nhất là cha mẹ ông bà tổ tiên của mình, rồi tương lai của mình, mình sẽ bị cái này, mình sẽ bị cái kia. Nó xỏ mình và thậm chí nó đi tìm những cái thông tin xung quanh mình. Nó nói một vài câu chuyện rất là chính xác. Thành ra mình cảm giác như là tại sao nó biết như vậy. Thì tha là nó đã có những cái âm mưu bên ngoài, nó mua chuộc những cái thần tượng, những cái người xung quanh mình để mà lụm được cái thông tin mình. Khi nó nói với mình là mình, ủa sao nó biết hay vậy, tự nhiên mình cảm thấy chỗ sao mà nó vĩ đại vậy, sao mà nó biết những cái chuyện đó của mình. Để rồi nó xỏ mũi mình cái một dắt đi. Rồi bây giờ mình muốn giải thoát cái đó ra, mình phải bỏ tiền ra, mình cúng chùa, mình làm phước, mình làm tất cả mọi thứ. Ok, điều đó là rất là tốt, nhưng mà nó không làm, nó bỏ túi nó. Anh thấy cái khốn nạn ở đây là gì? Nó dựa vào tịnh độ cư sĩ để nó đi lừa 14 năm. Vậy thì em vẫn còn hỏi là 14 năm nay cái số tiền nó đi quyên góp đi về đâu? Mà tịnh độ cư sĩ vẫn chưa trả lời cho em là nó đi quyên góp người ta có biết hay không? Cuối cùng em phát hiện ra mấy thằng cha trong tịnh độ cư sĩ cũng đi nhảy đồng nhảy bóng ở chỗ thằng Hoài Linh. Trời ơi, em sụp đổ vô cùng. Tại sao thằng Hoài Linh nó có một cái sức mạnh gì mà nó lôi cả những người đó đi nhảy đồng nhảy bóng chung? Em không thể tưởng tượng được cái ma quái của tụi nó như thế nào mà có thể lôi luôn cả những người có ăn có học thành một băng đảng luôn. Không hiểu, báo chí rồi vô nhảy đồng hết. Những con người có trình độ xã hội, những con người hiểu biết mà bị thằng Hoài Linh nó xỏ một cái một thôi. Múa mai quay cuồng như là một cái con thoi cho nó diễn. Nếu mà mấy anh tận mắt chứng kiến thằng Hoài Linh nó lên đồng và anh nhìn thấy những người có số má trong cái đất nước này mà đi quay cuồng nhảy bóng, anh hết hồn luôn. Cho nên em sụp đổ là trong cái câu chuyện này em đánh thức cho mọi người trở về trong thực tại, đừng có u mê bởi những cái chuyện đồng bóng mê tín của nó nữa. Vì anh Dũng em đã từng bị 18 năm, em hiểu lắm, rất là hiểu. Nó nói bây giờ tháng 4 em sẽ bị một tai nạn này. Xong rồi nó nói bây giờ nếu mà không muốn bị tai nạn này em sẽ làm cái gì theo sự chỉ đạo của nó. Là cái cuối cùng lại là cứ móc tiền ra để tháng 4 đừng bị gì. Trời ơi, em nói anh là người yếu bóng vía là nó xỏ một cái một. Nhất là phụ nữ. Cái một luôn. Mà bây giờ em nói anh nghe, nó cao thủ đến nỗi đàn ông á, nó còn xỏ mũi hằng sâu nó đem đi. Thì anh nghĩ coi ai mà nó không lừa anh. Quá là chuyên nghiệp, quá là tên tới mức thượng thừa luôn. Mà em đánh cái trận này em cảm giác giống như là định mệnh trời Phật đã đưa em xuống á, để mà em tiêu diệt tụi nó. Chứ nếu không anh biết không, nó tạo ra những cái phái riêng của tụi nó, để rồi á, chúng ta sẽ bị nó ma một, đồng bóng và luôn luôn có thế giới thứ ba. Em hỏi anh tại sao á, nó biết em thương ba em, nó nói chuyện được với ba em nói cái gì với nó thể nói lại với em, có nghĩa là nó tạo một cái niềm tin. Em cứ, nó cứ nói ba em nói cái này, ba em nói cái kia, thì em tin thương ba em vẫn muốn ba em nói cái gì. Thế là em bị vô chính giữa. Nó đứng chính giữa, nó làm trung gian, giống như là nó có thể đi nói chuyện với ba em được. Rồi nó đến mộ ba em, nó lại giống như là nó tôn trọng và nó thần tượng ba em, nó thương ba em lắm. Và nói tóm lại là lừa đảo hết. Cho khi em nhận ra là tất cả là một sự dối trá không thể tưởng tượng được. Và anh chưa biết đâu, nó cho em với anh Dũng uống thuốc. Tới khi mà tụi em phát hiện ra hai vợ chồng bệnh khác nhau mà nó cho có một loại thuốc. Và nó nói luôn ngày chết của anh Dũng, năm chết của anh Dũng. Anh Dũng sẽ chết vào năm 63 tuổi. Thì có một lần em cao trào lên, em nói là em muốn ly dị quá, em mệt mỏi quá, em không muốn. Nó nói em đừng ly dị, ông Dũng sẽ chết vào năm 63 tuổi.
Thế là nó cho ông uống thuốc để ông chết dần chết mòn, toàn là chất chì chất kẽm ở trong đó không. Rồi nó khốn nạn lắm anh ơi, nó cao thủ, nghĩa là nó muốn chiếm Đại Nam này trở thành một cái phái riêng của tụi nó. Thằng Hoài Linh với thằng Yên muốn nghĩ tới cái Đại Nam này để chiếm thành Đại Nam này. Nếu anh Dũng chết rồi là tụi nó về đây nó làm cha ông nội đây nè. Bài bản tới mức đó, vì anh biết sao lúc đó đó tụi em nó tin là anh Dũng á, anh Dũng anh tin là thằng Hoài, thằng Yên nó chữa bệnh được, cho nên là muốn con em sau này đi học nghề để mà đi chữa bệnh cứu đời giúp người. Thì nó được một cái vị trí là cha nuôi rồi, thì khi anh Dũng chết rồi á, nó sẽ trở thành hả một cái người thâm vô xâm nhập vào Đại Nam này làm ông chủ Đại Nam và điều khiển toàn bộ cái đám mà gọi là tâm linh vô đây nè. Nó có một cái mục tiêu hẳn hòi chứ không phải là đơn giản lơ sơ mơ ra. Nó có bài bản, kịch bản của nó rất là tinh vi luôn. Đó khi anh Dũng anh phát hiện ra một phát một á là anh xử nó đẹp ngay và luôn. Em nói anh nghe nè, tại sao mọi người nói em mê nó, em đưa tiền nó. Vậy thì anh Dũng cũng mê nó, cho nó 600-700 tỷ tiền hecta, 2 hecta đất. Vậy em mê thì đã đành đi. Nói em mê thì có lý ha, tại vì trai gái, còn anh Dũng nó có cái gì để mê mà cũng cho nó một lần 2 hecta đất dân cư. Thì anh nghĩ xem nó có chơi bùa chơi ngải hay không thì đợi trời biết đất biết, chứ làm sao em biết được. Bây giờ cha mẹ anh em mình có khó khăn lắm, anh Dũng anh có cho nhiều lắm, 100 tỷ là em thấy là đã lớn rồi ha. Đằng này cầm luôn 2 hecta đất cho nó, thì anh nghĩ rằng trong một nốt dạ anh Dũng có thể cho nó như vậy, thì mấy anh nghĩ giải thích giùm em đi, nó là ai mà anh Dũng cho nó vậy? Trong đó em mấy hecta em cũng đi cho nó luôn. Có nghĩa em làm tất cả những gì theo giống như là nó hé ra một lời là tụi em phục vụ nó. Vậy thì giải thích cho em nghe đi, nó có cái gì mà khiến cho tụi em giống như bị u mê vậy? Mà mọi người nói em thì cũng được đi, nhưng mà rồi anh Dũng, chẳng lẽ anh Dũng cũng u mê? Mà mấy anh biết đặc biệt nha, anh Dũng nhắn tin với thằng Hoàng Yên 2-3 giờ sáng không? 2-3 giờ sáng không? Nó nhắn tin anh Dũng vào ban đêm không? Kinh khủng lắm anh ơi, nếu mà kể ra phải dựng lại một bộ phim này thì nó mới đúng. Kinh khủng lắm. Đó sau đó đó thằng Hoài Linh mới xâm nhập vô, nói rằng là ông bà tổ tiên của anh Dũng á bị quở, anh Dũng phải qua đó để cúng. Có nghĩa là nó làm tất cả. Em nói anh nghe là thí dụ như nói về kinh tế nó không qua được anh Dũng, nói về khôn ngoan nó cũng không qua được tụi em. Chỉ có một điều nó nắm đầu được tụi em là nó dùng thế giới thứ ba thôi để khống chế thôi. Vậy thì mấy anh nghĩ rằng là nó tinh vi tới mức nào, đúng không anh? Ai mà qua được tụi em về vấn đề kinh tế mà làm ăn mà làm sao mà qua được. Nhưng nó xỏ đầu xỏ mũi tụi em, vấn đề duy nhất là nó dùng tâm linh thôi, để cho tụi em bị sỏ mũi dẫn đi. Và đặc biệt là nghe tụi nó sái cổ luôn. Thì anh thấy nó lên tới thượng thừa rồi còn gì nữa. Nó dùng cái thế giới mà không ai giải thích được để nó khống chế tụi em. Nếu như tụi em mà yếu bóng vía thì tụi em bắt buộc là phải nghe nó và tuân thủ theo nó, thì trở thành công cụ của tụi nó rồi còn gì nữa. Và Đại Nam là miếng đất màu mỡ của nó, và cái nơi này có thể làm ra được bao nhiêu điều tốt đẹp cho cái bản thân tụi nó. Cho nên là nó đánh vào Đại Nam, nó đánh vào anh Dũng với em, nó có mục tiêu hết.